giới thiệu với toàn thể các bác củ loa bát nhập từ thương hiệu Sini. Em vừa có về hàng trong buổi sáng trưa ngày hôm nay. Hàng này thì có nhiều anh em bán rồi, em bán thêm là để gọi là các bác nào tiện lấy hàng bên em thì em sẽ lấy về và lắp luôn vào cho các bác nhé. Ví dụ như là các bác lắp lên là các dòng series đời A, đời B của cái dòng loa em nghiên cứu thì em tiện em lấy về em lắp lên luôn. Đấy, và phù hợp với nhu cầu các bác muốn cái thùng này những cái củ bát kia cũng được. Thì đây là nguyên đang nguyên kiện cái củ bát, em quay cho các bác xem. Con này là bát 40. Đấy, củ Neo Demium Sini. Mã là 15NF 303 300S. Con này thì công suất khởi chạy nó không lớn đâu nhé. Công suất khởi chạy đâu đó nó chỉ tầm 450-500W thôi, công suất khởi chạy. Và nếu mà công suất chương trình thì đâu đó nó khoảng tầm 700-1000W, khoảng tầm 900W là chính xác. Bát 40 củ Neo. Đấy, cái này nó sẽ sử dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 viên neo bi. Và xương của nó thì theo kiểu là xương chân bọ cạp, nhìn trông xương giống chân con bọ cạp. Con này thiết kế với 6 lỗ thoát hơi ở phía sau và một lỗ lớn để cấp tốc gió cho cuộn dây vai côn. Con này là bát sử dụng dây là dây copper, tức là dây đồng các bác nhé. Và khe từ bên trong các bác nhìn kỹ thấy cái viền đồng này. Bát màng của nó là màu hồng tím. Con này thì vút capot của nó rất là khỏe, thiên về vút capot. Và nếu như các bác muốn sử dụng của bát này vào một số cái dòng thùng loa thì nó thuộc dạng nó rất là dễ ghép, bởi vì VAS của nó chỉ khoảng tầm 120 lít, khoảng 120 lít. Đấy, nên là cái thùng nhỏ nó cũng đánh được ra tiếng bát. Có một cái điểm yếu là công suất nó không được lớn, cổ neo, nhưng mà nó thiên về cái tiếng midram và vút capot. Em lại đọc nhầm rồi, con này là không phải là dây đồng mà là dây nhôm dẹt các bác nhé. Dây nhôm dẹt nhìn thấy luôn cả dây này, dây nhôm dẹt nên là cho cái nồi ca tốt. Đấy, không phải đồng dẹt mà dây nhôm dẹt đó, biết là dây dẹt thôi. Và công suất thì em nói rồi, nó khoảng tầm 900W công suất chương trình, khoảng 450W công suất khởi chạy. Côn 76 mà 450W cũng khá là lớn rồi đó, nhưng nó thiên về midram thôi nhá, tức là chuyên về trung âm và nời, nên là con này nó sẽ hợp với một số cái thùng nó nhỏ thì nó sẽ ra được cả nời cả bát luôn. Còn vào thùng lớn mà các bác đánh tham công suất lớn và đánh ngoài trời thì cần phải có thêm súp nhá. Nhưng còn con này mà để solo trong gia đình thì rất là hay, phù hợp với các cái dòng như là B15, A15 và có thể là làm ultra non phát quy cho dòng súp của B15S cũng có thể làm được, nhưng không ưu tiên lắm, nó thiên về nời hơn. Dây dẹt này cho đánh súp thì hơi phí các bác nhỉ. Ok, trên đây này em giới thiệu qua các bác là cái củ loa bát 40 Sini, hàng nhập từ nước ngoài về. Hàng này có nhiều anh em bán rồi, em bán thì em vẫn phải cộng thêm một chút cái chi phí, nên là giá của nó sẽ trong khoảng tương đối. Hiện tại em đang bán là 3,7 triệu và bao ship cho các bác. Các bác nào đấy thì đặt trước nhá, đặt cọc trước em mới lấy rồi nhá. Bán rất rẻ, bán bao rẻ luôn, đúng không ạ? Bao rẻ. Còn sắp tới thì em sẽ cố gắng làm việc với các thương hiệu, các hãng lớn để nhập những củ hóa chất lượng cao hơn nữa rất nhiều. Nhìn cái thép từ khung xương này, 14 viên LB và công suất này 900W thôi nhá. Đấy, đẩy 900W là đánh rất là căng rồi. Công suất chương trình là 900W. Ok nhá, các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.